Hello, chào mọi người. Hôm nay là ngày 26 tháng 5 năm 2019. Hôm nay là ngày sinh nhật của hai con trai mình 15 tuổi. Ngày hôm nay thì mình không có tổ chức gì lớn lắm, nhưng mà là có bánh sinh nhật với chút xíu đồ ăn cho hai boy vui. Hai boy cũng không có muốn làm gì lớn lắm. Và bây giờ bắt đầu vô tiệc nha. Đây là bánh Happy Birthday Cushion and Carter. Hai boy lựa cái bánh này đây. Hai boy thích cái bánh trái cây. Còn đây là chả giò và mì xào. Cũng không có mời bà con giùm họ gì hết. Chỉ có ở trong nhà thôi. Ngồi xuống, hai đứa ngồi xuống kìa, để lại, để cái đó xuống bàn đi. Cái thành cái đời ngồi xuống. Ngồi xuống cái đời, ngồi ghế kìa. Ngồi xuống. Chưa, nè, nhìn đây nè. Nhìn đây nè, một, hai, nè nhìn đây. Cười lên. Nói lớn rồi đó, hôm nay khai sinh khai đời 15 tuổi nha, mẹ hát nha. Mình hát thì cho thổi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Carson. Happy birthday to you. Yeah. Trời lên, nó tự động nó lên. Để cho nó tự động nó cháy lên đó. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Chim mì đâu? Chim mì xuống. Chui vô. Chui vô nè, ba đứa nè. Một, hai, ba này rồi đứng vô nè. Đâu, không có chụp ba đứa. Kêu chim mì xuống. Khai đời, chỉ cho Jason đứng ngồi vậy đâu thấy đi. Mông qua đi. Thôi, mông cẩm này cho con nè. Mông cẩm này mông quay đi để con qua. Rồi cầm quay nha nha. Quay đi. Get Jimmy. Vậy là bốn người rồi, được rồi. Rồi bốn người. Nè, nhìn kê, One, two, three. Rồi. Hôm nay sinh nhật khai sinh khai đời 15 tuổi nha. Happy birthday nha. Rồi lớn rồi. Rồi cái gì? Quýt. Nào. Quýt cái gì con? Cái sốt. Có chưa quýt. Rồi ơi, đi rồi ăn đi. Đó. Ăn. Get please. Cầu nguyện đi. Hold cái gì? Just get me napkin. So I'm not saying y'all. How you with? No. With cái gì rồi? Nói, một mình thôi. No. Just talk yourself. No. Muốn một cái game bự. No. Ôi lớn rồi chơi game chi để học. I have to. Để tiền để đi học. Có game. Muốn ăn đi Jason. Ăn chả giò đi Jason. No. Oh, hả? Hay ăn bún, ăn mì. Mì á, lại lấy dĩa ăn đi. Yeah. Lấy dĩa ăn mì đi. Eat mì first. Hồi nãy mình kia lắc, mình đốt lửa lên mà mình chưa có chụp cái bánh. Giờ phải để vô lại, đốt lại. Just do that. Nhưng mà không có, chị trời đâu có chụp thấy rõ đâu. Yeah, watch this. Rồi. Ăn mì mà bỏ vô đó. It's so good, huh? Okay. Is there shrimp in this okay. Meal? Huh? Is there shrimp?
Không, no. Thôi được rồi, cái đó em chụp mà em nói ý mình nói nãy có cái đèn cày á, mình chưa có chụp có đèn cày nó mới đẹp. Cái giờ đó cái đàn cày đó chụp lại. Thôi lỡ rồi. Hai này giờ nay nhìn cao hơn em luôn mới. Hả? Nay cao hơn luôn rồi. Chết ngủ. Ăn chay. Hello, chào mọi người. Hôm nay là tiệc sinh nhật của hai boy con của mình nha. Hôm nay hai boy 15 tuổi. Hai boy hem xinh quá. Cái mấy về ăn đi. Bye chị giá. Bye. Hả giá? Dạ. Không ăn. Hôm nay đi mít đi. Ok. Strawberry. Ăn đi mâm, có muỗng chưa? Ừ, sao rồi? Bia. Vừa tìm cò con này. Này hả? Dạ. Đâu? Cái gì? Mấy tiền. No, just wait more. On the edge. The edge. Lấy tờ giấy hả? You see? No, right here. Ở đây nè, kia. Con mở nè. Another one, bè. Quay bà nội nè. Quay nội để mốt nè, nhà kỷ niệm á. Kỷ niệm á, lớn lên á, có khai sành khai đời có con rồi nè. Cho con nhìn bà nội nè. Nói gì mom? Hả? Happy birthday khai sành khai đời, nói chút đi. Happy birthday. Mầm nói mầm chúc đi. Mầm chúc hay chúc tiếng Việt nó chúc hai đứa gì á, sao á? Chúc hai đứa mạnh khỏe, học cho giỏi. Ừ, đó. Thank you bà nội đi. Thank you. Thank you. Oh, sorry. Hai đứa gắng học cho giỏi nha. Ăn nữa không? Để ăn đủ luôn, ăn bánh sinh nhật luôn.